Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi câu lưng sông, cũng vừa tới điểm câu này mọi người. Sông đây thì nó có cái cầu. Cầu đây thì là cầu cầu cây bứa 2 thuộc phận xã Nghĩa Phương. Rồi thì điểm đây thì mình cũng chưa câu lần nào. Thì đi ngoài đường nhìn thấy nó có mấy cái điểm mai dương bên kia này. Thì khả năng dễ tìm được ha. Nói chung là mình cũng đi loanh quanh đây mọi người. Loanh quanh mình kiếm cái chỗ nào mà có địa hình được thì mình có hang thì mình câu thôi. Còn câu lưng sông thì nguyên một dải sông dài á, chứ mà nó có được mấy đoạn thôi. Còn sông thì thường là cát là nhiều. Còn đất bùn, đất sét thì rất là ít. Chủ yếu là cát thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi tìm hang nha. Thì hy vọng hôm nay sẽ không cháy. Có video cho anh em với mọi người xem giải trí nha. Chung mà cũng gần hết năm rồi mọi người. Thì mình cũng đi tranh thủ kiếm lương về có mồi nhậu cuối năm nha. Rồi để bây giờ mình đi tìm hang nha. Rồi dưới đây nó có hang nè mọi người nè. Mà mình chưa kịp bấm cái máy mình thả vào lương nó chơi luôn nè mọi người. Hang cũng nhỏ thôi. Nè. Chưa. Mình để cái máy mình chưa kịp bấm cái máy luôn. Nó làm cái ục luôn như đây rồi. Miết bao to đây. Mà thấy cái rách cũng đàm đàm đây. Cái hang cũng nhỏ nhỏ thôi mọi người. Hang cũng nhỏ nhỏ thôi mà. Nhỏ xíu xíu thôi. Mình nghĩ cái lưng cũng nhỏ thôi. Mình chưa kịp bấm cái máy ra. Dứt luôn. Có nhiều con này ăn nhanh quá. Ui được. Được. Không nhỏ. Chưa kịp bấm máy mà ăn hổn quá mà. Rồi vào luôn. Mở hàng kiểu này thì nhức nách. Mở hàng nhanh quá nhức nách luôn. Được. Con này cỡ hơn lạng. Hơn lạng mọi người. Rồi để mình tìm hang tiếp mình câu cho mọi người xem nha. Đấy lỡ để vừa để con mồi vào chưa kịp bấm cái máy cái nó đầy luôn rồi. Rồi có cái hang này mọi người. À đây cơ. Nhìn thấy cũng được nha. Cũng có vẻ lắm đấy. Ui lạnh 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 rồi, ăn rồi nè. Ui lạnh chụp liền rồi chưa. Ui to. Ui to rồi mọi người. Đã đã đã. To nhưng mà chưa biết bao to. Ui chính là sao đây. Ui nó dính xéo một bay mọi người, khủng con này khủng. Con này hàng rồi. Rồi dính râu rồi nó trở mấy dưới rồi, con này hàng lắm mọi người. Ui cái hàng cái tí thôi. Ui cái hàng cái tí mà con lương to. Ui đi mát cái gì đây. Mát cái cây. Ui gì này. Lành 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 lành. Đừng có sức nghe. Được thôi chứ không hàng gì. Nhưng mà nó ló cái đầu mới nãy thấy được. Rồi ngon lành luôn. Hang nhỏ mặn lương chà bá. Đã chưa. Rồi lên con. Được. Mấy con này nó vàng thấy đá mọi người ơi.
Mấy con này nó vàng là thấy tê người rồi. Đây nó có con mương nhỏ đi vào nè, không biết còn cái hang nữa hay không à. Một cái hang nhỏ xíu chứ, hang nhỏ xíu chứ đâu có to đâu. Rồi để mình tìm, mình bỏ bọc rồi vào mình tìm hang tiếp nha. Rồi dưới đây có tìm được cái hang này, mà cái hang này thì nó bị khô nước mọi người, bị khô nước, cách cái mặt nước cũng xa lắm. Vạch ra thử. Rồi có đường nước rồi nè, vạch xuống mà thấy có đường nước là vui rồi. Rồi dứt luôn. Thấy không? Cái hàng nhỏ nhỏ thôi. Ui đàm đàm. Đàm tay đấy. Được. Được được được. Ui lường xong ngon quá. Lường xong ngon quá mọi người ơi. Thấy không? Mấy cái hàng nhỏ nhỏ thấy nó khô nước mà vạch xuống là có lương liền thôi. Được, ngon lành cành đào luôn. Ngon lành cành hồng. Vào thùng. Ôi, mó xịt xịt như trao như thế, nó rượt ra ngoài nữa. Sát cái mé sông luôn mọi người. Nè, sát cái bờ sông luôn. Ui, nút kiểu này thôi chứ em chạy gì đâu. Dính cứng rồi. Rồi ngon lành nha. Để mình bo bọc ra mình tìm hang tiếp. Mấy cái lỗ nhỏ nhỏ là cứ vạch ra thôi, nhưng mà cũng cẩn thận thôi mọi người. Để cái lỗ nó khô quá vạch ra cũng nguy hiểm. Rồi để mình tìm hang nha. Rồi tìm được hang nữa nè. Hang này thấy cũng đẹp đấy. Nhỏ nhỏ thôi. Mấy hang nhỏ nhưng mà nhìn thấy nó mướt. Hàng này nó có, nó thông ra ngoài sao, nước trào lên trào xuống biết. Ui an nè, an mừng lương này cua đây. Ui lương trời, vậy mà nó an nhẹ nhàng mọi người, an nhẹ nhàng ghê nghe. Đây gì đây, rễ cay không rồi chứ. Để mình móc cho nó ra. Rễ cay dưới đây nhiều lắm mọi người. Ui hàng to chứ. Rồi lên này. Ui lương ngon. Ui lương ngon không. Thôi nó ăn nhẹ nhàng mình cứ tưởng con cua mọi người. Đã luôn. Ui vậy mà cứ ngỡ con cua không thấy chứ. Vào. Ui lương này đẹp quá mọi người ơi. Lương này đều đều nhau ấy. Con đâu. Thấy chưa. Đã luôn. Đợi mình tưởng mình cứ nghĩ con cua nó ăn chứ là con cua nó ăn rất là nhẹ luôn. Rồi ngon lành cành hồng luôn. Rồi để tìm hang tiếp nha mọi người nha. Dọc dưới kia nó cũng còn một đoạn nữa nè. Xuống dưới kia thì bờ nó cũng cao quá đó. Để mình tiếp tục mình tìm hang nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này. Nó nằm ở sát cái dưới nước luôn mọi người. Mình thấy có như có cái đạo con lương nó nhọi ra hay sao á. Thấy nó có dấu giận. Ê ngay chỗ đây nè. Đó hình như mình thấy cái đạo con lương này nè mọi người. Để mình bỏ màu vào thử. Ui, y luôn, con lương mọi người, nè. Nè, ra luôn nè. Y luôn mà, mình thấy con lương rõ ràng. Con này nhỏ thôi.
Ui trời lì. Người thấy chưa? Mình nhìn ở trên mình nhìn thấy cái đầu nó luôn mà, con này rồi để mình cho nó ăn nè, con này nhỏ. Trời nó ăn cái gì mà nhẹ nhàng hết ta? Ăn gì mát xéo không bay rồi. Thấy chưa, nó ngậm xé một bên. Ngậm xé một bên kiểu đó là nó thả thôi chứ. Đây mình cho cái lưỡi nó trống vào luôn đi. Rồi ngậm cái kiểu gì khó khó dính lắm mọi người ơi. Nó ngậm vậy khó dính lắm. Mình để cho nó nuốt thôi. Để cho nó nuốt đã cho tới tới ruột của luôn cũng được. Ôi trời, làm một khúc rồi nó thả. Ăn không mạnh mọi người. Ăn nó ngậm nó ngậm xiên xiên một bay mít rồi. Ui giục nữa chưa. Con này mình để trống cái đầu lưỡi thôi, xí nữa thôi. Trống thêm đầu lưỡi đi, nó bóp vô là dính thôi. Con này cũng có vẻ khó 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 chơi với hắn này. Xíu nữa, xíu nữa là dính rồi. Nó ngậm một bay. Nó ngậm cái lưỡi một bay miết. Rỉa thấy con mồi luôn mọi người. Rồi dính. Dính bên trên cần xíu thôi, cũng dễ bị sải lắm. Đây mấy con này về mình bỏ hồ mình nuôi. Mấy con này về bỏ hồ nuôi nhỏ tiếu thôi, nhưng mà bỏ hồ nuôi được mọi người. Nhà mình nuôi mấy cái hồ cũng được rồi, có thành tích thôi. Rồi nó ngóc cái đầu lên mình thấy nó khoái khoái rồi. Rồi mình tìm hàng tiếp nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này mọi người nè. Này nó có một cái hang lớn nó nằm trên nè. Ở dưới đây là nó có một cái đường hang phụ của nó. Nó có một cái ma thở ngoài kia nữa nè. Đó mọi người thấy không. Rồi để mình cao cái đường ngoài đi. Đường lớn thì nó hơi khô nước. Mới công bạch ra nó động mọi người. Hàng này cũng có vẻ lắm mà, thấy hàng chính lớn mà. Ôi, lành lành lành. Đó, đó. Lành lành. Ui có vẻ một người to đấy. Ui to to, cái đảo nó to mọi người. Ui đã chưa. Ui mình canh cho nó táp cái đó lên nó phê mà. Ui được, mình canh nó táp một cái là mình thấy nó sướng sướng. Ui ngon ghê. Nhưng mà nhưng còn có đã luôn, nhức nách rồi. Mình canh cho nó táp một phát là nghe cho nó sướng cái tai luôn mà. Đó ui lượng cái này thì đúng rồi, lượng hôm nay quá đã luôn mọi người, đẹp kinh luôn. Hôm nay trúng mánh nữa rồi mọi người ơi, tuyệt vời luôn. Lương tuy không to gì lắm nhưng mà cỡ như này là kéo là đủ đủ độ rằng nè. Không cái hàng chính của nó
Nên mọi người vạch cái hang chính kỹ cho mọi người xem này. Này cái hang chính thì nó cũng hơi khô, thấy không? Nó hơi khô cái hang chính. Nhưng mà nó có mấy đường thông ở ngoài là ngon rồi. Mình thấy đường thông đây với đường thông ngoài kia là mình thấy ngon lành rồi. Rồi, tiếp tục tìm hang nha mọi người nha. Rồi bữa nãy thì mình cũng có cao thêm được hai con nữa mọi người, nhưng mà cái máy của mình thì nó hết pin mất, mình không quay được hai con cuối cho mọi người xem. Thì hôm nay cao được mấy con này mới được 7-8 con rồi đó mọi người. Chung có hai con sau, một con cũng được, một con cỡ hay là hai lạng á, một con cỡ hai lạng, một con lạng mấy. Đây. Rồi hôm nay cao được bao nhiêu đây? Cao thêm được hai con nữa mà cái máy nó hết pin mất rồi, mình cũng không quay chia sẻ cho anh em mọi người được, thì thôi mình cũng cao không thôi. Đây cái con sao đây mọi người, không phải con sao đây, à con này đầu tiên, con đầu tiên con sao là à, con sao con đây này sao với một con nhỏ. Thôi hôm nay được bao nhiêu nha, rồi để mình lấy cái cân là mình bỏ ra mình cân cho anh em mọi người xem hôm nay kiếm được bao nhiêu đây. Hôm nay không có vợ mình ở nhà, không có vợ ở nhà này, chỉ có một mình thôi. Rồi cái căng thì mình để cái rổ thì nó bị không rồi nha, mình đổ ra mình căng luôn. Đó, hôm nay cũng ngon, trong hôm nay cũng hôm nay cũng trúng đấy, nhưng mà có hai sao không quay được cho anh em mọi người xem nó hơi tiếc. Thôi đi mình đổ vào cái thùng đi, bỏ tẻ lé mọi người. Để mình bỏ vào cái thùng đó, rồi mình bỏ lên mình căng, bỏ lên mình căng làm xíu mình trừ cái thùng đi, những dễ chứ bây giờ mấy con lươn này mà bỏ ra ngoài cái nó nhoi miết ra ngoài thôi. Rồi để mình chỉnh lại cái căng cho nó ngay đã. Rồi chỉnh ngay cái nó trở về ngay cái số 0 á. Rồi được rồi nha, để mình bỏ cái thùng lên mình căng luôn. Cái thùng này như lần trước mình có căng là được 8 lạng hay sao, 2 kg. Thùng này được 2 kg mọi người. Thì bây giờ mình đổ ra, đổ ra đi, đổ hết cái lượng ra, bỏ cái thùng đi. Nó may cái thùng 8 lạng lần trước mình cũng có căng rồi, thì hôm nay được 1,2 kg nghe mọi người nha. Đó, bò tè lè đây. Hôm nay thì kiếm được ký 2 thôi. Nói chung là hôm nay cũng ngon đấy, như là cũng kiếm được bữa công rồi mọi người. Rồi thì để mình bỏ nó vào cho nó bò lum nữa. Rồi thì đến đây mình cũng kết thúc video nghe mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video và ủng hộ cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người các video lần sau nha. Bye bye mọi người.